Hội chợ thủy sản Bắc Mỹ năm 2019 vừa khai mạc tại thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ. Đây là hội chợ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới và năm nay đây lại là điểm đến của nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chính sách thương mại có nhiều chuyển biến tích cực. Ghi nhận của phóng viên Lê Tuyển từ hội chợ. Hai mươi doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ năm nay tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Ngoài các doanh nghiệp đã tiếp cận thị trường Mỹ, thì cũng có nhiều doanh nghiệp mới mang theo những sản phẩm độc đáo như là cá mực hấp ăn ngay đến từ Thanh Hóa. Cái sức tiêu thụ của người châu Á bây giờ tại Mỹ ngày càng được nâng cao, thì công ty chúng em là sản xuất ra sản phẩm này đạt tiêu chuẩn ở thị trường châu Á rồi, ở Nhật, ở Hàn Quốc rồi, thì bắt đầu tìm kiếm thêm khách hàng từ Mỹ. Hội chợ năm nay trở nên hấp dẫn hơn với các doanh nghiệp Việt Nam khi tháng 9 năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ giảm thuế chống bán phá giá cho tôm của Việt Nam từ mức dự kiến là 25,39% xuống 4,58%. Thuế với cá tra và ba sa cũng giảm mạnh. Là địa phương có nhiều doanh nghiệp tiếp cận thị trường Mỹ, Cà Mau đã tổ chức hội thảo ngay tại hội chợ. Mục đích là để tiếp thu ý kiến của các đối tác đã, đang và thậm chí là sẽ là cầu nối để đưa thêm sản phẩm của địa phương vào thị trường này. Cái việc chống cái bơm tạp chất vào trong con tôm thì cũng là cái yêu cầu mà họ đặt ra, hoặc là cái chất lượng con tôm từ cái khâu nuôi như thế nào cho nó đảm bảo cái sinh thái không bị nhiễm các cái chất kháng sinh, các cái chất cấm khi trong quá trình nuôi, trong quá trình đó là chế biến để xuất khẩu bán cho đến người tiêu dùng. Hai yếu tố cực kỳ quan trọng là tôm ngon và an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm xếp hàng đầu. Không thể hy sinh an toàn thực phẩm cho bất cứ điều gì. Kế đến mới là chất lượng ngon hay không. Đây là hai điểm mấu chốt tiếp cận thị trường Mỹ. Mặc dù trước tháng 9 năm 2018, thủy sản của Việt Nam bị áp các mức thuế cao tại Mỹ, nhưng xuất khẩu thủy sản chung của cả nước trong năm qua vẫn tăng 7,2%, cán mốc 9 tỷ đô la. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ mong muốn sẽ tiếp tục là cầu nối để con số này còn cao hơn nữa. Riêng đối với hàng thủy sản thì chúng tôi rất là mong muốn và sẽ cố gắng hỗ trợ để các bên tạo thành một cái liên minh làm thế nào để đảm bảo cho cái xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang Mỹ nó được thường xuyên, nó được liên tục và không bị thách thức bởi những cái nỗ lực mà như là chống bán phá giá. Các món ăn thủy sản đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các bữa ăn của người Mỹ. Tuy nhiên, có một thực tế là mặt hàng thủy sản ở Mỹ lại không đủ phong phú, trong khi diện tích nuôi trồng lại không đủ lớn để đáp ứng được với nhu cầu nội địa. Vì thế, đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trên thế giới, đặc biệt là doanh nghiệp của Việt Nam. Khi chúng ta có nguồn thủy sản ngon, quy trình nuôi trồng ngày càng được cải thiện và chính sách thương mại thì lại đang rất thuận lợi như hiện nay. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ tại thành phố Boston.